Thủ tướng Ireland tuyên bố đang tiến tới việc công nhận nhà nước Palestine. Tân Thủ tướng Ireland tuyên bố, người dân Israel xứng đáng có được một tương lai an toàn và hòa bình, người dân Palestine cũng vậy. Chủ quyền bình đẳng, tôn trọng bình đẳng. Ngày 12 tháng 4, Tân Thủ tướng Ireland Simon Harris tuyên bố nước này sắp chính thức công nhận nhà nước Palestine và muốn làm điều đó cùng với Tây Ban Nha và các quốc gia khác có cùng quan điểm. Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Harris gặp người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez, thủ tướng đầu tiên đến thăm Dublin kể từ khi ông Harris trở thành thủ tướng Ireland vào tuần này. Ông Harris nói, tối nay, tôi có thể nói rằng đánh giá của chúng tôi là thời điểm đó đang đến gần hơn nhiều và chúng tôi muốn cùng nhau thực hiện điều đó. Khi cùng tiến bước, chúng tôi muốn phối hợp với càng nhiều nước càng tốt để tạo sức nặng cho quyết định và gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhất người dân israel xứng đáng có được một tương lai an toàn và hòa bình người dân palestine cũng vậy chủ quyền bình đẳng tôn trọng bình đẳng tây ban nha và ireland những nước đấu tranh lâu dài cho quyền của người palestine hồi tháng trước đã tuyên bố cùng với malta và slovenia rằng họ sẽ cùng nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước palestine những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh số người chết do xung đột ngày càng tăng cao ở gaza thúc đẩy cộng đồng quốc tế kêu gọi một lệnh ngừng bắn và giải pháp lâu dài cho hòa bình trong khu vực